Thưa quý vị, mặc dù dịch bệnh COVID-19 đã được khống chế, đẩy lùi, nhưng ngành y tế vẫn khuyến cáo người dân tiếp tục tiêm vaccine ngừa COVID-19 mũi 4 để được bảo vệ liên tục, bởi dịch bệnh vẫn chưa chấm dứt hẳn và không loại trừ nguy cơ bùng phát nếu phát hiện thêm biến thể mới. Thực hiện chỉ đạo của ngành y tế tỉnh, huyện Xuyên Mộc đang nỗ lực triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 mũi 4 cho các đối tượng theo quy định. Theo thống kê sơ bộ của ngành y tế, có tới 203 triệu chứng liên quan đến hậu COVID-19 đã và đang gây nhiều hệ lụy cho tim mạch, thần kinh, tiêu hóa, cơ xương khớp, nội tiết và làm thay đổi tâm lý của người bệnh. Do đó, việc tiếp tục tiêm vaccine phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2, tức mũi 4, sẽ giúp củng cố tăng cường miễn dịch phòng COVID-19 cho người từ 50 tuổi trở lên. Người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng. Người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao. Tại huyện Xuyên Mộc, tính đến ngày 23 tháng 6, đã có hơn 4.500 người được tiêm vaccine ngừa COVID-19 mũi 4 với vaccine Pfizer. Trong đó, những người có nguy cơ cao, cán bộ, đảng viên là đối tượng được chọn tiêm và cũng tiên phong đi đầu để làm gương cho người dân. Tiêm vaccine mũi 4 thì tôi thấy là rất là cần thiết đối với mọi người. Trong thời điểm hiện nay thì dịch bệnh nó còn rất là phức tạp. Nên do đó chúng ta thực hiện tiêm mũi 4, tôi muốn nhắc lại để cho cơ thể mình nó tạo một cái kháng thể rất là tốt. Hôm nay tôi đến trung tâm y tế để chích vaccine mũi 4 bởi vì bản thân tôi cảm thấy rất là cần thiết trong tình hình đại dịch Covid cũng còn rất là phức tạp, mặc dù là đã được ổn định. Nhưng mà các biến thể của Covid thì càng ngày càng phát triển nhiều. Trong quá trình chích là tôi chưa bao giờ tôi bị Covid. Nói chung là cũng nhờ trong cái vấn đề mình chích thuốc cho nó an toàn. Cho nên là thấy hậu quả an toàn thì hôm nay tôi sang tôi chích tiếp mũi 4 để bảo vệ sức khỏe. Thì cũng khuyên tất cả mọi người là cũng nên đi chích một mũi 4 để bảo vệ sức khỏe cho mình. Bộ Y tế khẳng định tiêm vaccine ngừa COVID-19 mũi 4 là lá chắn cần thiết, bởi kháng thể sinh ra từ tiêm vaccine không tồn tại mãi trong cơ thể con người mà sẽ giảm theo thời gian. Hiện Ủy ban Nhân dân huyện Xuyên Mộc đã và đang huy động sự vào cuộc của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội, các ban ngành đoàn thể phối hợp cùng ngành y tế triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 mũi 4. Trong đó, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, công chức, viên chức và người lao động gương mẫu tiêm vaccine và vận động người thân và nhân dân cùng tham gia, kịp thời đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi, đưa thông tin xuyên tạc, sai sự thật, gây tác động tiêu cực đến việc tiêm vaccine phòng COVID-19.